Xin chào tất cả các bạn, tôi là Long của ID Hoa Kỳ. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tải sách từ thư viện cũng như là cài đặt sách bằng phần mềm iTunes trên các thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng chạy hệ điều hành Android. Trên tay tôi đây là một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt. Xin cảm ơn. Đầu tiên, trước khi cài đặt, các bạn phải đảm bảo thiết bị của các bạn có những phần mềm sau. Thứ nhất, các bạn phải đảm bảo thiết bị của các bạn có phần mềm iZip. Đây là phần mềm iZip. Các bạn đảm bảo thiết bị của mình có phần mềm này. Thứ hai nữa là các bạn đảm bảo trên thiết bị của mình đã có cài đặt Google Drive và đăng nhập Google Drive. Đa phần các thiết bị mà chạy hệ điều hành Android thì đều có Google Drive. Tuy nhiên các bạn hãy kiểm tra. Nếu không có thì các bạn vào CH Play. Các bạn sẽ tiến hành search iZip và các bạn download đúng cái file phần mềm này, cái phần mềm iZip, zip unzip tool này. Bởi vì nếu các bạn download phần mềm khác thì các bạn sẽ không thể sử dụng được. Và nếu các bạn chưa có phần mềm try thì các bạn sẽ đánh chữ try. Sau đó các bạn sẽ tìm kiếm và các bạn sẽ thấy phần mềm try tôi đã download về rồi. Các bạn chỉ việc mở lên và sau đó các bạn cài đặt bằng cái địa chỉ email của mình mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn vào trình duyệt như là bình thường các bạn vào lớp học đó của IDEA đó, thì chẳng hạn như đây là một cái lịch học và tôi có cái lịch học ngày hôm nay vào lúc 8 giờ, lúc 9 giờ. Bình thường thì tôi sẽ ấn vào đây để tôi vào lớp. Tuy nhiên là tôi sẽ kéo xuống, tôi không vào lớp mà tôi sẽ kéo xuống. Tôi vào mục thư viện. Tôi vào mục thư viện, tôi kích vào đây. Tôi kích vào mục thư viện để nó mở ra. Thì ngay lập tức thì tôi sẽ nhìn thấy là những cái cuốn sách và những các cái thông báo ở trong mục thư viện này của tôi. IDEA sẽ tải tất cả những cái sách học, sách bài tập vào trong mục thư viện trên tài khoản của các học viên. Và chúng tôi cũng đã tối ưu hóa các cái cuốn sách này bằng cách là cài đặt các iTunes trên các cuốn sách đó để đảm bảo cho các học viên có một trải nghiệm học tốt nhất. Và chẳng hạn như đây, tôi đang học cuốn Power Up 1 và cái cuốn này đã được cài iTunes thì tôi sẽ kích vào iTunes Power Up 1. Ngay khi tôi kích vào sẽ có dòng mô tả, phụ huynh vui lòng download và cài đặt phần mềm sách của con theo link bên dưới. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi sẽ ấn vào đường link Google Drive này. Tôi sẽ chọn cái Google Drive của tôi và tôi mở nó ra. Ngay lập tức là nó sẽ nằm ở đây. Tôi sẽ nhìn thấy nó sẽ có hiển thị. Đó là có hai cái cuốn sách, một cuốn là sách học và một cuốn là sách bài tập. Cuốn VKB có nghĩa là workbook, workbook. Cái workbook này là sách bài tập. Thì các bạn tiến hành tải hai cuốn sách này về máy bình thường thôi. Hai thao tác nó hoàn toàn giống hệt nhau cho nên tôi sẽ làm thử ở trên cái cuốn sách là cuốn sách giáo khoa, cuốn sách học ở trên lớp. Ok, tôi ấn vào cái mục đầu tiên và cuốn sách bắt đầu được tải xuống rất là nhanh thôi. Đó, dung lượng của nó là khoảng 425 MB. Tuy nhiên thì tôi đã tải rồi cho nên là tôi có thể thoát ra. Sau đó tôi vào phần mềm iZip. Khi tôi tải về xong rồi đó, cuốn sách này sau khi được tải về xong này, nó sẽ bảo các bạn là sẽ mở cái cuốn sách này bằng phần mềm gì, thì các bạn sẽ mở nó bằng phần mềm iZip. Các bạn vào phần mềm iZip. Sau đó các bạn vào trong phần file. Thì cuốn sách này nó đã được import vì tôi đã tải nó về rồi cho nên nó được import vào bên trong này. Tôi vào phần import và đây các bạn sẽ thấy là nó có cái file là power up mobile.zip. Tôi sẽ ấn vào đây. Và nó sẽ hỏi tôi là would you like to extract all files, tức là tôi có muốn giải nén toàn bộ các file không. Tôi sẽ ấn ok và sau đó tôi sẽ đợi. Quá trình nó cũng không có lâu lắm đâu cho nên là các bạn vui lòng đợi một chút xíu. Đó, sau khi mà tôi đã làm xong như vậy thì là cái cuốn sách này đã được giải nén ra. Mỗi một lần tôi muốn sử dụng thì tôi chỉ việc vào phần mềm iZip này, tôi vào File và tôi vào Import. Sau đó tôi mở cái cuốn sách của tôi, cái dòng trên cùng đó, Power Up 1 SB2 Mobile. Tôi mở ra và tôi sẽ xuống thư mục thứ 3, 1, 2, 3 từ trên xuống dưới. Power Up 1 SB, tức là Student Book đó, bản Mobile và đặc biệt là cái đuôi là đuôi HTML. Tôi ấn vào đây. Cuốn sách của tôi đã được mở ra.
Đó. Cuốn sách này tôi có thể dùng hai ngón tay tôi zoom nó lại để tôi đọc, và đặc biệt, rất đặc biệt đó là idea đã đính kèm các file nghe ở trên mỗi một cái trang sách và mỗi cái bài học này, cho các bạn không phải mở file nghe và phải đi tìm. Các bạn sẽ nhìn thấy nó nằm ở ngay đây. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó nằm ở ngay đây, các bạn chỉ việc bấm nó thôi. Bấm vào biểu tượng nghe thôi là sẽ nghe. Đây, các bạn có thể thấy. Pupil's book, hello unit, page 5, the friendly farm. Đó, như vậy hoàn toàn là rất là dễ dàng để sử dụng. Đó. Các bạn cũng có thể chụp màn hình này, những cái trang sách các bạn có thể chụp màn hình gửi những cái bài tập làm cho thầy cô giáo. Mà tuy nhiên thì tôi cũng vẫn khuyến khích các bạn là khi các bạn sử dụng những cái cuốn sách ebook như thế này thì mỗi khi các bạn vào lớp thì các bạn cũng vẫn nên mang theo một quyển vở, một cây viết để ghi chép lại những các cái dặn dò hay là những cái mẫu câu cũng như là những cái lưu ý trong bài học mà giáo viên giảng cho các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ thoát ra ngoài. Và có rất nhiều bạn có câu hỏi rằng là thế thì có phải cần có thiết bị 3G hoặc là internet Wi-Fi thì mới có thể sử dụng được cuốn sách này không? Thì câu trả lời là không cần. Một lần các bạn cài đặt duy nhất là các bạn có thể sử dụng nó, mặc dù thiết bị của các bạn không có kết nối internet. Tôi lấy ví dụ trên thiết bị này của tôi sẽ tắt Wi-Fi đi. Tôi sẽ bật chế độ máy bay lên. Ok, tức là không có một chút cái tín hiệu internet gì cả. Và tôi sẽ vào lại phần mềm mở sách, phần mềm iZip, tôi vào file, tôi vào import, tôi vào power up ở phía bên trên, tôi vào file powerup.html ở phía bên dưới để tôi mở sách ra. Và sách của tôi đã được mở ra. Vậy không có internet, các bạn họ sẽ hỏi rằng là không có internet thì liệu có nghe được không, các file nghe có nghe được không? Thì đây tôi sẽ bấm thử cho các bạn nghe. Pupil's book, unit 1, page 10. Đó, tất 1. cả đều hoạt động hoàn hảo như vậy. Listen and color, then Các signal. bạn có thể tải cuốn sách bài tập về và tiến hành cái thao tác làm như tôi. Cuốn sách đó nó sẽ nằm trong mục iZip này cùng với cái cuốn sách học này. Rất là tiện lợi cho các bạn. Các bạn có thể mang đi khắp mọi nơi, học bất kỳ mọi lúc nào. Đôi khi mình có thể nghe lại bài tập này, vân vân. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, học tiếng Anh thật tốt và hy vọng sẽ được gặp lại. Xin cảm ơn, tạm biệt.